Dạ em chào cô chú anh chị, em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách nấu món súp bắp tôm. Cách nấu rất đơn giản, súp rất là ngon. Mình có thể nấu để làm món khai vị, hoặc là đổi món cho dịp cuối tuần, hoặc nấu để ăn sáng, rất là ngon và đơn giản nữa. Đặc biệt là em chia sẻ cái bí quyết nấu súp làm sao để khi để nguội, súp mình không bị vữa và không bị ra nước. Em mời cô chú anh chị em cùng xem tiếp video. Hôm nay em nấu súp bắp tôm cho nên em dùng ở đây là 700 g tôm và em đã rửa sạch, bóc vỏ, lấy chỉ lưng rồi nè. Nếu anh chị dùng tôm bạc nhỏ nhỏ đó thì mình không có cần cắt. Còn ở đây nó cũng hơi to đó. Cho nên em sẽ cắt khoảng làm 3 ha. Và mình cắt nhỏ nhỏ như vậy nè. Mình cắt khúc như vậy và còn miếng để nó vẫn ra được cái nước ngọt mà nó còn một miếng to to một xíu. Nó to quá thì mình cắt như vậy. Tôm mình cắt nhỏ xong thì mình sẽ ướp. Em cho vào đây là nửa muỗng canh nước mắm. Còn nếu anh chị ăn hạt nêm bột ngọt thì mình nêm theo khẩu vị nhà mình ha. Xong rồi mình để qua một bên. Nếu như mình còn chuẩn bị những nguyên liệu khác còn lâu á thì mình sẽ đậy lại rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh ha. Em dùng 40 cái trứng cút em đã luộc chín và bóc vỏ sẵn rồi nè. Em dùng 5 trứng gà ta và 120 g bột gạo và nửa ký củ cà rốt. Em cũng đã sắt hạt lựu sẵn rồi nè. Và 4 trái bắp Mỹ. Em đã cắt sẵn một ít rồi nè. Còn một trái thì lát nữa em sẽ tách. Để bạn nào không biết tách đó thì mình xem ha. Mình sẽ dùng cái loại bắp Mỹ để nấu súp. Bởi vì bắp Mỹ giòn và có cái độ ngọt. Cho nên mình sẽ nấu loại bắp này. Và một ít tiêu xay. Hành ngò em đã cắt nhỏ sẵn. Tỏi em cũng băm sẵn. Và góc hành. Và gia vị nêm nếm. Bắp để nấu súp thì mình không có cần phải tách nguyên hạt, do đó là mình chỉ cần cắt là được rồi. Mình bẻ đôi cái trái bắp ra, rồi mình dùng dao mình cắt một đường. Mình cắt như vậy là để cái hạt bắp nó được đứt ngang như vậy nè, thì khi mình nấu nó sẽ ngọt nước hơn nữa. Rồi mình sẽ nghiêng cái dao vậy nè, mình lạng. Còn cái cùi này á, mình không có bỏ, mình để mình cho vô cái nồi nước súp cho nó ngọt nước ha. Chuẩn bị xong hết thì mình bắt một cái nồi lên bếp, cho một xíu dầu ăn. Nhà em ăn dầu dừa cho nên cho hơi nhiều dầu một tí xíu. Nếu như anh chị dùng dầu ăn bình thường và không có muốn ăn nhiều dầu ăn thì mình bớt lại ha. Cho góc hành và tỏi băm vào phi thơm. Ăn dầu dừa rất là tốt cho sức khỏe và không có độc hại khi mình nấu ở nhiệt độ cao. Em sẽ để cái đường link cách làm dầu dừa ở bên dưới, nếu anh chị quan tâm thì mình vào xem ha. Khi mình thấy tỏi vàng thơm thì mình sẽ cho tôm vào. Xào tôm cho săn thì em cho vào đây là 3 lít nước. Rồi mình bật lửa lớn lên cho mau sôi. Em cho luôn mấy cái cùi bắp vào đây cho ngọt nước nè. Nước sôi thì em cho cà rốt vào. Mình nấu cà rốt được 5 phút thì mình cho luôn bắp vào. Nấu thêm 5 phút nữa. Trong thời gian chờ đợi mình đập sẵn trứng gà gato. Rồi mình khuấy cho tan ra. Không cần nêm gia vị. Bột thì mình cho xíu nước ấm. Mình cũng khuấy ra.
Nấu bắp được 5 phút rồi thì bây giờ mình sẽ vớt cái cùi bắp này ra. Cùi bắp mình chỉ nấu để lấy nước ngọt thôi. Giờ mình vớt ra bỏ. Xong rồi em nêm vào đây là một muỗng cà phê muối biển, một muỗng canh nước mắm. Nếu anh chị ăn bột ngọt, bột nêm hay đường thì mình nêm theo khẩu vị nhà mình ha. Ở đây em nấu tôm, cà rốt và bắp. Tất cả những cái nguyên liệu này đều rất là ngọt nước, để mình hạn chế cái nêm nếm gia vị đó. Xong rồi mình nêm nếm lại xem vừa khẩu vị chưa. Nếu chưa vừa ý thì mình nêm thêm. Em thấy hơi lạc do mình nấu nhiều nước đó. Em sẽ cho thêm một muỗng canh nước mắm. Thêm một muỗng canh nước mắm là vừa ăn rồi đó. Em thấy vừa ăn rồi đó. Mà rất là ngọt nha. Mình nấu nhiều bắp với cà rốt á, rất là ngọt tự nhiên luôn á. Mặc dù em có nêm đường bột ngọt gì hết á. Nêm nếm xong thì mình sẽ khuấy đều cái bột mà lúc nãy mình đã khuấy đó. Mình cho vô từ từ. Mình vừa cho vừa khuấy. Cho đến khi nào mình thấy cái độ sệt mình ưng thì mình ngưng. Như vậy là em dùng hết 120g bột gạo luôn nè. Cái độ sệt như vậy là em thấy được rồi nè. Mình khuấy tí nữa nó chín nó sẽ còn đặc nữa, với lại mình còn trứng nữa. Mình sẽ hạ lửa xuống rồi mình khuấy liên tục, không thôi là nó bị khét với đáy nồi á. Tại vì lúc này mình đã có bột rồi nè. Thông thường thì để tạo cái độ sệt cho súp thì mình hay dùng bột năng. Nhưng mà nhà em thì không dùng bột năng, em dùng bột gạo. Cái bí quyết nhà em á, là em sẽ dùng bột gạo để khi mà mình để nguội á, cái súp mình để nguội, mình để nguội đến khi nào thì nó cũng không bao giờ nó bị vữa hết á. Còn mình dùng bột năng á, thì anh chị thường thấy là mình để nguội hoặc là mình múc á, mình múc tới múc lui là nó sẽ bị vữa, nó bị ra nước. Cái độ sệt như vậy là em thấy vừa rồi nè. Mình khuấy để cho bột gạo chín kỹ ha. Khi thấy bột gạo chín rồi thì mình cho trứng cút vô luôn. Mình tăng lửa lên cho nồi súp sôi trở lại. Rồi khuấy đều trứng lên. Mình sẽ cho trứng vào từ từ, mình cho từng giọt nhỏ thôi ha. Và mình dùng đũa. Mình kéo nè, mình kéo thành sợi. Như vậy là xong, cuối cùng là mình sẽ cho hành ngò vào. Đối với món súp thì đặc biệt mình sẽ cho thêm cái dầu mè thơm ha, để cái súp của mình nó có một cái mùi thơm rất là thơm, ngon luôn. Và các bé rất là thích. Mình cho vào khoảng 2 muỗng cà phê. Hoặc là khi ăn mình cho vào chén cũng được. Nồi súp rất là chất lượng luôn. Đây, một tô súp bắp tôm rất là thơm ngon hấp dẫn và cách nấu rất là dễ. Món súp rất là ngon và đặc biệt á, là cái cách mà mình dùng bột gạo để tạo độ sệt cho súp á, thì mình có để nguội thì hay là mình có múc như thế nào thì súp cũng không bao giờ bị vữa. Cách này thì nhà em hay dùng lắm, cho nên là anh chị yên tâm làm thử ha.
Còn cái cách mà mình dùng bột năng để tạo đồ sạch á, thì thường á, là sau khi mình để nguội á, hoặc là mình múc tới múc lui là súp sẽ bị vữa và đồ sạch cũng vừa phải nữa nè. Và mình nấu nhiều cái bắp và cái cà rốt á, thì nó rất là ngọt tự nhiên luôn. Món này chắc chắn là các bé sẽ rất là thích luôn. Dạ rồi, em cảm ơn cô chú anh chị em đã xem hết video. Nếu thích video thì nhớ tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Và nhớ bấm luôn cái chuông để nhận được thông báo khi em ra video mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.